ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cũng đã gặp mặt và chúc mừng chị em văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Hiệp đã ghi nhận những nỗ lực, đóng góp và kết quả trong quá trình công tác của chị em phụ nữ văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đạt được trong thời gian qua. Ngoài việc làm tốt công tác tham mưu giúp việc, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các chị em còn đảm đương tốt vai trò là người vợ, người mẹ trong gia đình. Ngày Quốc tế Phụ nữ chính là dịp để tôn vinh những đóng góp, hy sinh thầm lặng của chị em phụ nữ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lắng nghe những chia sẻ tâm tư nguyện vọng từ chị em phụ nữ văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và dành tặng những bó hoa tươi thắm cùng lời chúc sức khỏe, xinh tươi, trẻ đẹp, hạnh phúc, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với 6 chữ vàng: giỏi việc nước, đảm việc nhà.